Mến chào quý khán giả theo dõi chuyên đề Nhất Kệ Tinh, chương trình phát sóng định kỳ vào lúc 11 giờ thứ tư các tuần trên sóng truyền hình Hậu Giang. Thưa quý khán giả, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn đào tạo với doanh nghiệp là mục tiêu trọng tâm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo. Vừa qua, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức ngày hội việc làm. Đây là cơ hội để các em học sinh tiếp cận, tư vấn trực tiếp về nghề nghiệp và thị trường lao động. Từ đây, sinh viên lựa chọn các ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường và nguyện vọng của bản thân, cũng như đáp ứng nhu cầu lao động. Với sự tham gia của 42 doanh nghiệp trong các lĩnh vực y tế, tài chính, du lịch, hơn 1.000 sinh viên năm cuối Trường Đại học Nam Cần Thơ có cơ hội cọ xát và tìm kiếm việc làm phù hợp. Ấp ủ ước mơ trở thành nhân viên ngân hàng, em Dương Phước Thạnh, sinh viên K7, ngành quản trị kinh doanh, làm quen với thị trường tuyển dụng bằng cách phỏng vấn ứng tuyển tại Ngân hàng Thương mại Á Châu. Tìm kiếm công việc ngay trong không gian quen thuộc, giúp em tự tin đặt ra những điều băn khoăn về yêu cầu tuyển dụng. Với lần thử sức này, em tích lũy thêm kinh nghiệm trên chặng đường chinh phục ước mơ của mình. Cơ hội tiếp cận rất là tốt vì mình có thể hiểu được các doanh nghiệp, biết thêm những cái ngành hàng mà công ty hướng tới. Định hướng đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, đến đây, Trường Đại học Nam Cần Thơ liên kết với hơn 500 đơn vị và doanh nghiệp. Các nhà tuyển dụng hướng đến mục tiêu tiếp cận với nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, phù hợp đúng chiến lược phát triển. Với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, chuyên nghiệp, Ngân hàng BB Combank chi nhánh Cần Thơ tuyển dụng 5 nhân viên chính thức và hơn 15 cộng tác viên. Tiêu chí hàng đầu để mà tuyển cho sinh viên là cái sự gọi là sự năng nổ của sinh viên khi mà tuổi trẻ mới ra trường. Cái tiêu chí thứ hai nữa là sinh viên thì là các bạn thì khi mà bắt đầu công việc thì bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà các bạn rất là nhiệt huyết trong công việc. Thì chúng tôi sẽ đào tạo những sinh viên mới ra trường thì họ sẽ có nhiều cái kiến thức chuyên môn cũng như là kỹ năng bán hàng cũng như là các thêm các kỹ năng để mà họ hoàn thiện phát triển hơn. Qua kỳ hội, hơn 450 vị trí việc làm bán thời gian và hợp đồng dài hạn được nhận hồ sơ và tuyển dụng. Sự tự tin hào hứng của các sinh viên chứng minh cho quá trình nỗ lực trong học tập và tiếp cận thực tiễn. Đây là mục tiêu doanh nghiệp hướng đến để tìm những ứng viên tiềm năng đồng hành trong chặng đường phát triển. Trường Đại học Nam Cần Thơ ký kết hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp từng bước nâng cao tính kết nối của các bên, phát huy thế mạnh của từng đơn vị trong thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, việc làm, báo cáo dự báo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, xu hướng phát triển các chương trình đào tạo. Nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo cơ bản là yếu tố quan trọng đảm bảo cho nền kinh tế phát triển, hội nhập sâu rộng, bền vững. Với hơn 60% dân số làm nông nghiệp, vấn đề này được quan tâm và đặt ra trong Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 7 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Khoan đề cập đến khái niệm người nông dân chuyên nghiệp. Trường Đại học Cần Thơ đào tạo nhiều thế hệ kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần tích cực cho sự phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao cho vùng và cả nước. Trong đó có sự đóng góp vào xu thế mới, tri thức hóa nông dân, phát triển đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp. Viện nghiên cứu các nước đang phát triển thực hiện khảo sát nghề nghiệp và quan điểm về nghề nghiệp của sinh viên đang học tại Đại học Cần Thơ. Trên 1.800 sinh viên chưa tốt nghiệp và 600 sinh viên tốt nghiệp, kết quả cho thấy số sinh viên mong muốn làm việc ở thành thị là cao nhất, gần 80%, số còn lại mong muốn về nông thôn 9,7%, hoặc chấp nhận đi nước ngoài 8,3%, và số ít sẵn sàng nhận công việc ở bất cứ đâu khoảng 2%. Chọn nơi làm việc ở đâu cũng liên quan với ngành nghề đang học và được định hướng từ đầu ngay khi chọn ngành. Cụ thể, sinh viên khối ngành kỹ thuật, nông nghiệp có xu hướng làm việc ở thành thị 77%, thấp hơn sinh viên khối ngành kinh tế và làm việc nước ngoài 13,5%, cao hơn so với hai khối ngành còn lại. Điều này cho thấy hầu hết giới trẻ, ngay cả được đào tạo về lĩnh vực nông nghiệp, đều có xu hướng làm việc ở thành phố, kể cả tìm kiếm cơ hội việc làm ở nước ngoài. Những dữ liệu này cảnh báo cho sự thiếu hụt nguồn nhân lực lao động nông nghiệp chất lượng cao ở vùng nông thôn. Do đó, tiến sĩ Nguyễn Duy Cần, trưởng khoa nông nghiệp và phát triển nông thôn Trường Đại học Cần Thơ,
đề xuất chính sách cấp học bổng thu hút sinh viên là phương pháp gián tiếp đóng góp vào sự phát triển của đội ngũ làm nông chuyên nghiệp. Chúng tôi nghĩ rằng chính phủ hay là các cái bộ ngành liên quan cần có cái chính sách ưu tiên để cung cấp học bổng cho đào tạo các cái ngành nông nghiệp tại các cái cơ sở đào tạo trọng điểm và khu vực. Thì cái điều này nó cũng giống như là chúng ta đã có những cái ưu tiên trong cái đào tạo ngành sư phạm. Ví dụ như vậy thì chẳng lẽ gì trong cái lĩnh vực nông nghiệp, đây là một trong cái vấn đề về an ninh lương thực, một trong cái vấn đề rất là lớn mà chúng ta cũng chưa có những cái giải pháp cụ thể. Cái điều này nó cũng sẽ giải quyết được cái thực tế là các cái cơ sở đào tạo sẽ thu hút tuyển sinh các cái ngành nông nghiệp trở lại. Hướng nghiệp, giáo dục nông nghiệp cho học sinh phổ thông để thu hút giới trẻ yêu thích nghề nông nghiệp là con đường mang tính chiến lược dài hạn, hướng đến phát triển đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp. Khoa Phát triển Nông thôn của Trường Đại học Cần Thơ trong một nỗ lực đã từng bước giới thiệu hoạt động giáo dục nông nghiệp vào chương trình hướng nghiệp cho học sinh từ cấp 2, cấp 3 một cách chính thống như kinh nghiệm của Thái Lan. Dù số lượng tuyển sinh vào các ngành nông nghiệp ngày càng ít, nhưng Trường Đại học Cần Thơ bổ sung phát triển mới chuyên ngành đào tạo nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, kinh doanh nông nghiệp, đáp ứng cho nhu cầu và phục vụ cho các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là mô hình bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học cộng đồng tại đồng bằng sông Cửu Long của Trường Đại học Cần Thơ. Hơn 3.000 giống lúa được chia thành giống lúa mùa, lúa trảy, lúa cao cấp ngắn ngày. Trong đó có khoảng 1.000 giống lúa cho trường tự lai tạo. Thì ở đây chúng tôi có hai cái kho bảo quản, là một cái kho ngắn hạn và một cái kho là trung hạn. Thì cái kho trung hạn thì chúng tôi sẽ bảo quản ở trong đó trong khoảng 5 đến 7 năm, có thể kéo dài 10 năm. Thì sẽ thực hiện có kế hoạch để đánh giá những cái giống lúa mình đã bảo quản đến thời điểm đó mình kiểm tra cái khả năng sức sống của nó. Nếu mà mình thấy nó vẫn còn đảm bảo, tức là sức sống trên 80%, thì mình sẽ tiếp tục bảo quản. Còn những cái mẫu lúa nào mà có cái sức sống nó dưới đó, dưới 80%, thì chúng tôi sẽ tiến hành lên kế hoạch trồng lại để trẻ hóa cái hạt giống. Cái lượng giống rất là nhiều này là đó là cái công sức của thầy cô của Trường Đại học Cần Thơ, mà đơn cử như ở đơn vị đó là Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như là các cái học sinh sinh viên của trường đã sưu tập và lưu giữ cho đến ngày nay. Qua 15 năm, dự án đã đào tạo huấn luyện trên 20.000 nông dân về kỹ thuật chọn giống và sản xuất giống cộng đồng, thành lập 358 tổ sản xuất. Hàng năm, hệ thống này cung cấp trên 100.000 tấn lúa giống cấp xác nhận, đáp ứng khoảng 20-30% tổng nhu cầu về giống lúa. Đây là đội ngũ những người làm nông chuyên nghiệp có kiến thức, kỹ năng, chọn tạo giống lúa mới, góp phần đáng kể trong chiến lược xã hội hóa công tác giống lúa ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cách làm này giúp cho Đại học Cần Thơ có ngân hàng gen về giống lúa với hàng ngàn giống quý hiếm được bảo tồn. Nhiều thế hệ sinh viên rất tự hào và thêm yêu nghề nông. Đào tạo ngành nông nghiệp là con đường góp phần hình thành đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp. Có thể nói đây là giải pháp khả thi hướng đến tri thức hóa nông dân, phát triển đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp, bởi vì sinh viên được cung cấp kiến thức, kỹ năng làm nông một cách trực tiếp. Những nỗ lực của Trường Đại học Cần Thơ là nền tảng để hình thành đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp. Thực tiễn cho thấy cần có những chiến lược và định hướng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Đến đây, chủ đề Nhất Kệ Tin của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang xin được khép lại. Ngay sau chủ đề này, quý vị có thể xem lại tại địa chỉ hậuchangtv.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.